Trương Minh Cường cùng mẹ tham quan khu phố tàu ở Mỹ. Diễn viên Trương Minh Cường và mẹ diện áo dài du xuân cảm nhận không khí rộn ràng những ngày đầu năm mới ở khu Chinatown, Los Angeles. Trương Minh Cường cho biết anh đặt may riêng một bộ áo dài từ Việt Nam để đi chơi xuân, mừng Tết Quý Mão tại Mỹ. Năm nay, nam diễn viên lần đầu được đón Tết Nguyên đán cùng mẹ trên đất khách, sau hơn 10 năm định cư ở nước ngoài. Bà Hồng, mẹ Trương Minh Cường, qua Mỹ đoàn tụ con trai từ tháng 11 năm 2022. Trương Minh Cường đưa mẹ đi tham quan, lễ chùa, ngắm cảnh khu phố tàu trang hoàng rực rỡ với những gam màu hồng, đỏ chủ đạo. Nam diễn viên mừng khi mẹ thích nghi với thời tiết, cuộc sống ở Mỹ nhanh. Hiện bà Hồng sống tại bang California cùng con trai. Khi rảnh rỗi, Trương Minh Cường lại đưa mẹ đi du lịch, thăm các tiểu bang khác cho bà quây quả, đỡ nhớ quê hương. Nam diễn viên thích thú đến xem hoạt động đốt pháo mừng năm mới tại khu Chinatown. Đã lâu Trương Minh Cường mới trải nghiệm cảm giác tự tay đốt một dây pháo. Anh bồi hồi nhớ ký ức những cái Tết ở quê nhà, ngày còn nhỏ, Trương Minh Cường xem biểu diễn múa lân. Giang Dong Hun Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm cùng nhân vật ông Địa trong đội múa lân. Tết năm nay, do vợ cũ đưa hai con chuyển sang bang Florida sống nên Trương Minh Cường chỉ du xuân với mẹ. Anh dự định sau Tết sẽ đi thăm các con. Diễn viên thấy có lỗi khi không may gặp nhiều biến cố ở tuổi trung niên, khiến mẹ phải lo lắng cho anh. Cuộc đời vùi dập làm tôi không còn vô tư, hồn nhiên như ngày nào, nhưng từ giờ tôi sẽ luôn ở bên, chăm lo thật tốt cho mẹ. Tôi tự nhủ phải cố gắng để mẹ yên tâm, tự hào về mình. Tôi vui vì sinh nhật và Tết năm nay được sum họp, đi chơi, chụp ảnh cùng mẹ, Trương Minh Cường nói. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.